tháng 9 gì đó, bà mới kể lại cái quá trình của bà. À, rồi bà mới nói là bà về đó, bà trong cái nhà thờ bà ở để bà giữ cái ngôi giường đó. Đó là bà cô chính. Có nghĩa Ừ. là ẩn mình ở đó À. để gìn giữ ngôi nhà. À. Vì cái thời gian mà chú nhỏ đó thì chú 10. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có đi lại quay chỗ cái ngôi nhà ma. Thì ở đằng trước thì có để là cái bảng luôn, cái bảng là ngôi nhà ma thì không có ai dám vào hết trơn á cả nhà. Thì cửa thì đang phá, thì để Thanh Trúc quay một một đoạn cho quý vị và cô chú được biết nha. Tại sao là ngôi nhà ma thì có ông chú Sáu ở đây chia sẻ về cái ngôi nhà ma, đặc biệt ở trên là có bảng luôn nha cả nhà. Có bảng này. Pháp thuộc, tức là ông sơ của chú đó, là ông mới sanh ra ông cố của chú, là ông cố của chú là thứ tư, mà cái nhà đó là nhà của ông sơ của chú. Còn ông thứ bảy là em của ông cố chú là ở căn nhà đó, tức là căn nhà nhà ma đó. Thì qua cái thời gian mà ông cồ của chú là ông cồ bảy đó, ông mới chết đi, mới để lại cho ông thứ năm, là ông năm của chú, ông mới ở để thờ phượng. Mà qua thời Pháp thuộc chiến tranh, ông không ở được, ông mới về quê bên bà năm của chú là ở Chợ Thủ, bà ông mới ở. Cho nên bỏ trong cái nhà đó, nó mới giường thì rộng lớn, thì không có người chăm sóc coi đó. Rồi thứ hai nữa là ở đây bị chiến tranh ở không được nhiều, chỉ ở đây thì còn mình nhà của chú rồi nhà của bà ngoại chú ở lưu thưa đó. Thì hoang vắng đi rồi mới là có hiện tượng cũng như ma, nhưng mà thực tế ra nói thẳng ra nghe thì ở trong dòng họ là không, hoàn toàn không ai thấy, không ai không ai thấy, nhưng mà người ngoài thì người ta thấy. À, người ngoài người ta thấy ma đó. Ma này hồi đó là tại vì bà cồ thứ chín, tức là em của ông cố chú, là bà đó là bà thứ chín, bà mới chết hồi nhỏ, bà mới hư, bà cố bà sơ chú hư thai đã đó này. Rồi sau cái thời gian mà gần cũng như là chưa tiếp quản, rồi bà mới đạp đồng về, bà mới nói bà là thứ chín gì đó, bà mới kể lại cái quá trình của bà. À, rồi bà mới nói là bà về đó, bà trong cái nhà thờ bà ở để bà giữ cái ngôi giường đó. Đó là bà cô chính. Có nghĩa Ừ. là ẩn mình ở đó À. để gìn giữ ngôi nhà. À. Vì cái thời gian mà chú nhỏ đó thì chú mười mấy tuổi đó, chú đi học đó, đi học đi ngang qua đường này ra ngoài kia, học ngoài dòng ấy, ngoài chợ. Thì cũng có bạn bè học chung lớp đó, cũng ở trong đó. Rồi đi hồi đó xưa là đường này nó nhỏ, rồi chú đi bộ không à. Rồi đi về tới đây, không có sáng về tới đây là cũng 12 giờ, 12 mấy giờ, mấy nó mới đói bụng đi. Thì nó mới vô, nó hái trái cây, nó ăn. Thì hổi rồi chôm chôm, đủ thứ, mãng cầu đủ thứ. Đó vườn nó rất rộng lắm, trái nhiều lắm. Nó vô nó bẻ rồi thì nó ra, nó ăn, nó không nghĩ gì hết. Thì về tới nhà tự nhiên cái tay nó bị trật, quẹo lên. Rồi gia đình ta biết, ta mới hỏi, hỏi nó mới nói vô đó, hỏi nó có té không, không, bình thường, đâu có té gì đâu.
rồi ra giấy lại cúng hết. Mà nói chung là trong dòng họ thì không ai biết, không ai thấy. Dạ. Mà chỉ người ngoài mới thấy. Nhưng mà người ngoài khi người ta thấy đó, sao? Thấy, người ta nói như thế nào sao? Người ta thấy là cũng như thấy bà hiện hồn ra, bà hiện hình ra là bà xuống sông bà kêu đò. Đó đây đường đây là đi khó đi. Đi có đò chèo á, hồi đó chèo ghe. Dạ. Đi đò ra chợ Thanh Bình ngoái. Con thấy hình như cặp ở đó có một con kinh. Đâu có, kinh là ở sông này nè. Dạ. Kinh không sẵn ra chợ Thanh Bình. Dạ. Hiểu đó sông này là có đò chèo. Còn ở trên này cái đường thì nhỏ, đường đất. Rồi bà hiện ra, bà mới xuống bà kêu đò. Mà thì cái người ta chèo đò rồi người ta thấy. Người ta về thì chèo đò cũng vòng vòng đây chứ đâu có xa. Yeah. Người ta mới ra thì cũng như người ta tới lui với anh chú, người ta mới kể cho ông già bà già chú nghe. Thì lúc đó chú cũng nghe. Dạ. Yeah. Khá là sợ luôn. Rồi cũng như là cái bà mới là hiện ra bà mới mua cũng như bánh bò. Chàng ơi. Rồi người ta về. Thì đâu nhà thì đâu có ai ở, ông Năm chú thì ở bên Long Điền, Trà Thủ. Dạ. Còn ở đây là đâu còn ai ở. Bà mới hiện ra bà mới mua bánh bò. Con nghe, con sáo kể mà con ốc nói ốc cũng. Mua bánh bò mà trả tiền thì cũng là tiền thiệt. Sau khi về tới nhà toàn là giấy không à. Rồi riết người ta sợ, người ta mới không có đi bán nữa. Làm người ta sợ cái đường này luôn cháu à. Bà linh lắm, nó là sự thật là bà cô chính với chú là linh. Cái thời gian mà chú lúc đó cũng 13, 14 tuổi là bà ông cậu của chú nhà sát bên nhà ngói nè. Là em thuộc của mẹ chú. Bà mợ chú có đứa con cũng như là con thì đông thì có đứa ngỗ nghịch. Nói nó không nghe lời, bà mới vô tình, bà mới rủa. Bà nói, bà chính linh thiêng về bắt mày chết đi. Cũng giận mà rủa. Thì vô tình là rủa vậy thì qua ngày sau là nhào đau bụng không à. Đau bụng không sao? Đau bụng không. Nhào vậy mà đi thầy, đi bà, đi thuốc, đi thang không hết. Cái đâu bà Út của chú là cũng như cái bà này là em bà con thì bên mẹ của chú. Bà ở Tân Châu á, bà cũng như bà chính này bà về mới nhập vô cái xác của bà đó, rồi bà từ từ ở trên Tân Châu bà mới đi về, cũng như là bà khiến tôi đi về. Về tới đây bà ghé vô nhà chú, thì cũng nhà hồi đó nhà chú nằm dưới đây chứ không phải ở đây. Yeah. Bà mới ghé vô, bà kêu mẹ của chú. Kêu Tư ơi có nhà không, cái bà mẹ nghe, mẹ chú nghe biết bà ra mừng rỡ vô thôi, cái bà nhập về. Bà nói tao khiến xác đi về đây để cho Mạnh nó biết là bà mợ chứ, để nó rủa con nó, tao bắn tên, tao cho lính bắn tên vô bụng nó. Rồi. Mà cái người này có biết về cái câu chuyện mà người con kia lộn ông sát? Biết. Thì không, lúc đầu kìa. Không, ở trên Tân Châu mà làm sao không biết. Dạ. Thì bà mới nhập vô cái xác, bà mới khiến cái xác về. Nhưng mà cái xác là hoàn toàn không biết. Không biết. Trong nhà mình. Bà Tân Châu làm sao không biết. Dạ. Tân Châu là Tú lên Châu Đốc thế đó. Ồ, nói ra chắc giật mình. Đâu có làm sao không biết. Dạ. Bà mới về ghé vô là chút xíu ngồi nói chuyện qua lại về, bà nhập vô, bà mới nói. Bà nói nó hỗn, nó rủa con nó, tao cho lính bắn tên vô bụng con nó, tao biết mặt. Chết. Bị ẩn hàng làm sao rồi. Rồi bắt đầu là mẹ chú mới năn nỉ giái lại, cầu xin bà tha thứ. Rồi đó bà thì chuyên môn cúng cặp lỗ tai heo không mà chứ không cúng gì hết. Có nghĩa là bà chính chỉ thích ăn lỗ tai heo. Rồi thì giái cúng bà, giái bà không, rồi bà nói rồi tao tha thứ cho một lần đó. Nói vậy là bên kia nói
xưa ông Sáu, nhưng mà ngôi nhà ông Sáu thì con thấy rất là bự và giống như là có nhiều cái đồ đạc bên trong. Và tuy nhiên có lần nào mà ông chọn vào không ông Sáu? Không có. Từ hồi đó tới giờ là hồi xưa đó, là bây giờ cái nhà này thì nó đã sửa chữa rồi. Nó đã kín đáo rồi, có cửa có nẻo đâu đó đàng hoàng. Nhưng hồi xưa thì cái nhà rộng lắm, nhà lớn lắm nha, chứ không phải mà nhà bề ngang đồ 9 thước, bề dài là 2 mấy thước. Là không có ai ở, nhà dài tới 2 mấy thước rồi, bề ngang là 9-10 mét. Đồ đạc bên trong là còn y nguyên. Còn y nguyên. Cái bộ lưu hương thờ hồi xưa tới giờ vẫn còn. Mà đạo chích nó không có vô. Mà không biết lý do làm sao mà nó không vô, không biết mình. Con nghĩ chắc cũng vô rồi đó chứ ảnh không tha đâu. Mà vậy nói chung đó là nó có linh, có dự linh thiêng. Thì chú không thấy, nhưng mà mấy cái người mình lại làm mướn trong dưỡng chú đang sát bên. Nó qua đây nó kể hoài. Là mới đây nó không sao? Mới nằm hai năm nay nè. Ông Sáu có thể kể lại câu chuyện. Nó ngồi, nó nằm, nó ngủ á. Thì nó nằm, nó ngủ. Khiêng nó thấy đất. Có mấy cuốn cái mụn. Không cho ngủ, đuổi. Rồi bắt đầu phải mua bánh trái cúng, rồi con xin ở đây, con làm mướn làm thuê thì ta cho ở. Còn nếu mà khăng khăng vô ở là bị khiêng thấy đất ra. Nghĩa là người nhà mình mướn họ lại làm giường giùm. Nhưng mà họ ngủ lại là bạn ở, chứ mà làm ngồi làm tháng á, làm tháng, mướn tháng á. Dạ. Mà ngủ là bị giục xuống liền. Bị ngủ ở trên giường là khiêng thấy đất ra. Chứ rất là sợ. Rồi người ta nói với bà dì của chú, rồi bà mới kêu mua bánh cái cúng rồi xin ở rồi cho. Tại vì mình đến mình cũng trình á. Là bắt đầu xin bánh cái rồi là cho ở. Ta khiêng thấy đất rồi mà không có cho ở. Thưa ông Sáu, con có một điều thắc mắc này nè. Có nghĩa là tại sao người ta nghi là bà Chính đứng mua bánh đò hoặc là kêu đò. Mà không nói là người phụ nữ khác đứng đó ta. Tại vì bà về bà nói. Bà đạp đồng về bà nói. Chàng ơi. Tức là bà nhập vô cho bà Út của chú. Bà nói. Mà mỗi một lần xuất hiện là bận đồ khác nhau không Sáu hay là một? Thì không, một bộ đồ đó. Mang đôi guốc, một đồ trắng vậy đó. Chàng ơi. Đôi guốc dông hồi xưa. Hèn gì vậy là có cái đặc điểm không Sáu là bận bộ đồ trắng. Mà mang đôi guốc dông. Ôi dùi cái hình ảnh đó con thấy ơn quá. Giờ sợ quá không Sáu ơi. Thì cái lúc đó thì bả linh lắm. Mà thời gian từ lúc tiếp quản tới giờ cũng như là không còn nữa. Mà không còn ai thấy nữa. Nhưng mà đều con cái là ngủ thì không được. Dạ. Ít hiện hình hay Sáu? Không có hiện hình nữa. Mà hôm mà vô ngủ là ngủ không được nha. Mà khiêng thấy đất hết trơn. Nhưng ấn tượng cái là hiện hình mà mua bánh bò mà lấy bánh bò được luôn không Sáu? Lấy bánh bò được mà. Mua bánh bò được, trả tiền đàng hoàng mà. Chàng ơi. Nhưng mà khi mà cái người bán bánh bò đó đi về tới nhà thì tiền thành tiền âm phủ. Tiền âm phủ không à? Chàng ơi. Thưa ông Sáu, thì cái nhà đó là hồi đó là nhà sàn hay là nhà... Nhà nền đúc. Mà... Có sửa chữa lại không? Bây giờ thì đã sửa chữa rồi. Nhưng mà hồi xưa thì còn nguyên vẹn. Cái nhà hồi xưa. Nhà hồi xưa còn nguyên vẹn mà nó nằm... Bây giờ là nó còn nằm ở trên cái lưu trữ, chắc là nằm ở trên cái mà mấy anh chàng quay phim á, của phóng viên báo chí của đài VT1. Nó có về đây quay lần, lúc đó ông già chú kể cho nghe, dắt nó vô cho tới cái tầng hầm ở dưới cho ông coi. Là bên trong ngôi nhà có tầng hầm nữa hả? Có tầng hầm. Mà mình thì mình gọi tầng hầm hồi xưa gọi đó là cái trảng xe. Cái trảng xe. Là hồi xưa để dành để mà mình trốn mỗi khi chiến tranh á, ban đêm á. Ban đêm mà hai bên bắn nhau á, mình chung dưới đó mình ngủ. Giống như là hầm chú, chú bom á. Hầm chú đạn đó. Yeah. Bây giờ thì mình kêu là tầng hầm, nhưng mà đều nó rỗng. Bây giờ còn như thế luôn. Còn, tầng hầm nó vẫn còn. Cái nhà mới sửa này đây. Vẫn, không, cái nhà mới sửa này, nhưng mà tầng hầm hồi xưa vẫn còn. Thì cho con hỏi hai mặt bà con luôn. Thì trong khi sửa nhà đó, thì cái bà Chính đó, bà có khó khăn gì không, do mấy anh làm hồ để cắt nhà không?
Người ta làm này sáng đi về, chiều về rồi, người ta đâu có ngủ lại đâu, người ta đâu có dám. Không, đầu tiên làm thì gia đình, con cháu đứng ra gian giái rồi. Ừ. Thì cái nhà đó là nhà của ông Sơ. Chú kêu tới ông Sơ. Rồi ông cố chú là mới có vợ về Trà Bông ở. Đó. Còn cái nhà đó là để ông Cồ Bảy, tức là em của ông cố chú, là ở đó. À. Thưa ông Sáu, qua lời kể của ông Sáu á, thì con được biết á, là nơi đây hồi xưa là vắng dữ lắm hay ông Sáu? Vắng lắm, ở đây hồi xưa vắng, ít nhà. Nhiều ma không ông Sáu? Nói chung là ở đây là ma thì ít lắm, mà chỉ có cái ngôi nhà này nữa mới có ma. Là nổi tiếng luôn đó. À, chứ hồi xưa nó không có. Dạ, chỉ có khúc này thôi. Chỉ có khúc này thôi. Ừ. Ừ. Cô hả? Mấy người ở đây nè. Dạ. Đi ngang đây là chạy thôi. Chị từ ngoài chợ đi bộ vô mà hả, tới đây là xếp nhau 1 2 3 ngàn chạy nha. Chạy có người chạy thấy. Còn mới thấy là bất ngờ là cái ngôi nhà treo cái bảng mà. Ngôi nhà ma. Rồi. Tức là ở trên đấy là Dương Phú Đường, ở dưới là cái ngôi nhà ma. Mà tại vì nó đặt cái ngôi nhà ma là tại vì có từ hồi đời xưa tới giờ, cách đây cũng khá gần cả trăm năm rồi. Yeah. Nó có, à, có năm 1980 mấy tới giờ. Yeah. Để con có điều sớm điều sao nó kể, nghe. Yeah. Sao ở quê ở Long An mà? Dạ thưa cô, cô cho con hỏi thăm á. Thì con được biết là Dương Phủ Đường này cô là ngôi nhà ma, nhưng mà cô ở gần đây á, thì cô có biết về cái câu chuyện nào liên quan đến cái chuyện tâm linh ở ngôi nhà ma này hay hay không cô? Thì cô nghe bạn của cô kể á, dạ, là hồi xưa kia đó là ở đây mình á, đi coi hát ngoài chợ Thanh Bình á, đi đông lắm nghe, đi đông lắm, cái ra ngoài coi hát rồi tự ngoài đi bộ về thì được, mà tới cái khúc đó rồi là gặp ở trên cây xài, xả tóc xuống, mặc bộ đồ trắng, là bắt đầu hang là chạy, xúm nhau là chạy, đếm 1, 2, 3 là chạy, rồi từ đó về sau hả, mỗi lần đi tới đó là chạy không vậy đó, có bữa đó chạy lại tới cái hầm, dạ, hầm của nhà đằng trường học đó, có cái hầm đó, hầm cầu tiêu đó, lọt xuống dưới 2-3 thằng luôn, hai ba cô luôn, lọt luôn, nó chạy mà. Như vậy là ở đây bà con mình rất là sợ ngôi nhà sợ ma. Sợ, nó bị một lần đó rồi, lần từ đó về sao hả, đi tới đó là đi 1, 2, 3 chạy không. Dạ. Lại mấy bạn cô ở trong ngoài thông kinh đó, có đi đó, đi rồi cái gì, cái cãi, nó tạo chứng, tôi chứng kiến, tôi thấy nè. Là thấy là một người phụ nữ, ừ, ngồi trên cây dài, xài, mà xả cái tóc dài xuống. Ừ. Trời ơi, con nghe cô kể, con hình dung cái cảnh chắc gặp con cũng xỉu chứ chạy gì nổi nữa cô. Đây nè, cô nói cho nghe nè, không phải là ở khúc dưới nha, tại trước cửa cô. Trước cửa cô luôn? Trước cửa cô luôn. Dạ. Rồi cái là nó gặp là nó chạy đó, nó gặp mặt bộ đồ trắng, tóc xả dài xuống. Nó, dạ, kể đó, mới kể mấy ngày dài nè. Chị rồi cái nó nói có ông bà đó, bà vô đây nè, bà kêu nhà của chú Sáu. Kêu chị Tư ơi, tức là bà chồng của chú Thím Sáu. Yeah. Chú Sáu đó, má ruột của chú Sáu, nói chị Tư ơi có nhà không? Thì nhà đóng cửa hết trơn, cái bà nghe là có, muốn gì vô đây? Chị ơi. Thì bà đi bọc cửa sau, thì nhìn vô cửa sổ, nhà cửa đóng hết trơn. Chỉ nhìn cửa sổ vô là không thấy cái một người nào hết. Yeah. Cái bà nói tà rồi, tôi gùng quá gùng, tôi bước qua tôi đi luôn, từ đó về sau tôi không dám vô nữa. Là lên tiếng luôn. Lên tiếng muốn gì vô đây? Tại căn nhà này. Tại căn nhà này luôn. À, muốn gì vô đây là bà nói, ủa, mình ghé mình thăm chị Tư hoài. Kêu họ không nghe, không thấy ai mà kêu chị Tư à, thì tiếng người đó là người con gái. Muốn gì vô đây? Là bà đi bọc qua cửa sau, bà nhìn vô cửa sổ không thấy một ai hết. Bà nói lạnh mình, bà nổi ốc rồi bà đi ra luôn. Từ đó thì sao không dám ghé. Trời ơi. Ừ. Một cái câu chuyện khá là tâm linh. Hèn gì ngôi nhà này dân trong xung quanh vùng đó cô. Ừ. Đều biết hết trơn. Hồi nãy con chạy đầu đường á, con hỏi chú ơi ngôi nhà khu ma, nhà ma là tao biết hết trơn. Có tiếng luôn mà. Dạ. Rồi bạn của cô thì kể tại cái gốc xài đây nè. Gốc đó, xài. Ừ, gốc xài trước rồi nè.
dạ. Là thấy mặt nó trắng, tóc dài xả ra là nó thấy luôn mà, mặc đồ bà ba. Nó mới chạy lại tới chỗ trường học có cái hầm cầu tiêu đó, là ba bốn đứa lọt dưới luôn á. Sợ quá đó hả con? Ừ, sợ chạy. Cái từ đó về sau hả, mà đi gần gần tới chỗ này hang là điểm 1, 2, 3, là 7, 8 đứa, mạnh đứa nào nó chạy, chạy cho qua khỏi này rồi đi. Dạ. Vậy đó, hồi đó hồi xưa là có tiếng mà kêu đò này kia, nó ghé hoài đó. Kêu đò tiếng. Hả con? Ừ. Hồi xưa kia con đâu biết, lúc mà đò chèo đó. Dạ. Hai cái chèo ở ngoài sau đó, cái chèo đò hôm rồi hôm 4 giờ là đưa người ta đi chợ đó. Là kêu ghé lại à? Dạ, giống ghé như là hoài. Xe mình bây giờ vậy đó hay câu hang, nhưng mà là ghé vô không thấy người nào hết trơn. Kêu đò ghé là ghé vô rồi, lúc mà chưa ghé thì nghe tiếng. Dạ. Mà thấy có bóng trắng trắng ở trên đường. Rồi ghé vô rồi không thấy một ai hết. 4 giờ phi người ta đi chợ đó. Sợ dữ vậy con. Ừ. Bởi vì hồi đó khúc này có tiếng, bởi người ta mới để là phủ đường nhà ma luôn rồi. Dạ. Có tiếng. Như vậy là ngày xưa là ở cái tiếng sông của mình. Ừ. Là thường xuyên là có những cái chuyến đò. Đúng rồi, 4 giờ. Đưa bà con cặp xong đó là đi chợ. Đi chợ. Rồi đưa về hết. Đúng rồi. Dạ. Cứ 4 giờ đi, 11 giờ là đưa về, tan chợ là đưa người ta về. Dạ. Ngoài đó là có xe ông đa như giờ đâu. Dạ, đúng rồi. Còn đi đò không. Mà hả, mấy bà nói mỗi lần đi ngang là nghe tiếng kêu ghé đò rồi. Mà đò giờ đò không ghé biết, không tưởng có người thiệt. À, ghé vô không có, cái xô ra là từ đó về sao người ta cũng biết rồi. Trời ơi. Người ta cũng biết, kêu hoài mà. Dạ. Ừ. Nhưng mà đa số là bà con mình là thấy là bằng đồ trắng. Đồ trắng. Ừ, đồ trắng. Dạ. Thấy ớn gì chè. Con bắt đầu khá là sợ với cái ngôi nhà này. Và con tưởng đâu là người ta chỉ ghi lên để chơi thôi. Có dạ. Thiệt á, bởi vì người ta mới để vậy đó. Dạ. Nhưng mà không ngờ đó là có thiệt, câu chuyện có thiệt. Ừ. Dạ. Thưa cô, ngoài ra cô thì có còn ai mà bắt gặp mà nhát dữ không cô? Chặng nào mà dữ nhất đó cô? Không, nhát nhiều cô không nghe. Dạ. Không nghe, chỉ nghe là kêu đò hôm, mấy ổng kể lại đó, mấy ổng nói. Mình tấp vô mình nghe tiếng lồng lộng đò hôm, ghé đò là người ta ghé vô là không có người thôi, người ta kể hoài cho mình nghe vậy đó. Dạ. Mà người trên đò cũng nghe, mà chủ đò cũng nghe. Mà dạ. Quẹo vô thì không có ai hết. Như vậy là trèo lên cây sồi. Ừ. Mà nửa đêm khoảng 10 giờ hay cô? 10 giờ đó, lúc đó là gần cánh hát, tan hát rồi đó. Dạ. Rồi bắt đầu ta đi về đó là người ta mới gặp. Lần đầu tiên người ta gặp. Mấy súng nhau đi chạy. Về à? Ý là đi nhiều như vậy mà còn đông lắm. Cô? Ừ. Chàng ơi. Đi bộ, rủ đi bộ đi coi hát đi vậy đó. Rồi cái bắt đầu về gặp cái chạy. Chạy tới đẳng lọt hết xuống hầm. Rồi sáng cái ông ở đằng hầm đó, ông mới kể. Ông nói đêm hôm mắc trứng gì mà nó chạy, nó la hới 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 mà nó lọt hầm tao 2-3 đứa. Rồi cái mấy điều tra ra, mấy đứa học sinh học gần trường đó, nó mới kể. Nó kể đêm hôm nó thấy, đi ngang nó thấy. Rồi từ đó về sau mà hả đi tới đây là điếm 1-2-3 chạy à. Không dám đi. Con có nghe người ta nói là mua bánh trả tiền ông cũ là sao con? Mua bánh nhưng mà vẫn trả tiền, nhưng mà đi về tới nhà thì hành tiền ông phủ. Đúng rồi. À, câu chuyện nó như thế nào cô kể cho con được biết chứ? Cái câu đó là con không nghe, chú nghe thôi, cô không nghe. Cô dạ. Chỉ nghe là mua bánh bò, là kêu người ta ghé lại mua, thì mới lấy một cái dĩa để bánh bò vô, là tính có tiền. Có cái dĩa luôn? Có. Là tính tiền có bao nhiêu, nó tính tiền là 30 ngàn. Dạ. Cái cô đi bán đi chút xíu cô chỉ về lấy. Bà nói vậy, bà bưng giữa bánh bò bà để lên bàn thờ. Xong xuôi rồi bà kia bà trả về, bà ghé vô thì không có cái bà mua. Lại có cái ông cụ ở trong nhà, ổng nói ủa nhà tôi đâu có ai đâu, đàn bà đâu mà mua, mà cô nói mua. Dạ. Cái nói không, hồi nãy con ghé vô có cô đó mặc bộ đồ trắng măng guốc mà mua con một giữa bánh bò 30 ngàn, mà biểu con đi bán đi chút xíu trả về ghé lấy. Thì sáng sớm bà đi ngang bà mua rồi, 10 giờ bà này bà bán xong bà đi về. Yeah. Ra lấy là bà ông kia nói ủa nhà tôi đâu có đàn bà đâu, đàn ông không mà sao có. Nói đâu có, chú con thấy bà bưng mới để cho bàn thờ. Thì nói vậy là ông nhìn là bàn thờ có gì anh bà. Có thiệt luôn. Có luôn, nhưng mà có một cái bà không trả tiền, cho nên bà này bà được lấy tiền của ông này, tiền thiệt. Trời ơi. Ừ. Tại vì có hồi nghĩa là hiện ra mua một dĩa bánh bò luôn, xách cái dĩa lại mua. Nhưng luôn mà hẹn người ta là chiều hả? Chút chừng nào bán hết đi trở về đây đi rồi tôi trả tiền. Tới chừng trở dạ. Trở về đâu có bả đâu, thì có ông chủ quá là tâm linh. Có ông chủ ổng mới nói nhà tôi có đàn bà đâu mà cô nói đàn bà mua. Nó có chú ơi, mua một dĩa 30 ngàn mà biểu con đi bán đi chút xíu trở về lấy. Nó ủa
ổng ngạc nhiên cái nói là con thấy bà bưng mới để lên bàn thờ nữa. Rồi ổng lên bàn thờ ổng nhìn ổng thấy. Thấy thì phải trả tiền. Dạ, phải ông bà mình muốn ăn. Ông chú giữ thì ông chú nói là không có đàn bà. Ừ, đâu, nhà đâu có đàn bà đâu, có mình ổng à. Có mình nên ông chú thôi. Quá là sợ luôn. Nhưng mà con thường thường á, con nghe người ta nói á, là những cái vong hồn hoặc là những cái ma đó cô, thì không có cầm vô cái vật của mình thiệt được. Nhưng mà cái này bưng cái dĩa bánh bò được. Bưng dĩa mua. Mua rồi bưng lên để bàn thờ cúng. Quá là linh luôn rồi. Dạ. Như vậy là được mệnh danh, sau này mình lộ ra là cái người phụ nữ đó là ai trong cái ngôi nhà ma này vậy cô? Không biết luôn. Dạ. Mình không biết luôn. Không biết luôn. Thì nghe bà bánh bò bà kể đó. Dạ. Rồi cái ông cậu Năm ở chủ nhà đó, ông lại đây ông chơi ông cũng kể nữa. Dạ. Ông cũng kể nữa. Chàng ơi, khá là ấn tượng luôn. Dạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của cô đã gửi đến con cùng với quý vị khán giả. Dạ, con chào con nhé.